Đây là một hiện tượng TV lỗi LED nhé các bạn nhé. Nó vẫn có hình ảnh nhưng rất là mờ nha. Video này mình sẽ quay vắn tắt cho chúng ta tham khảo, mình thay LED cái con TV này. Mua đây nó đây nhé. À, 43K5500 này. LED của nó đây là con 49K5500, mình có LED của cả hai nhé. Thuốc của nó là chính là con này, nhưng mà để mà tháo ra để mà thay thì đó là một cái vấn đề là chúng ta đòi hỏi tính khéo léo, không liên quan đến phân tích mạch điện tử gì cả, chúng ta cần tháo ra để thay nó nhé. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành video này, mình sẽ quay vắn tắt thôi. Đây là một cái hiện tượng chết led nhá, chúng ta sẽ thấy nó vẫn lên ảnh nhưng mà nó chớp chớp như thế này, hoặc nó rất là mờ, hoặc bên tối bên sáng, đó là hiện tượng chết led nhá. Đã tháo rồi hết bên sau nha nhé, loa tất cả mọi thứ nhá, cam lên bo te con tháo hết này, băng dính giữ giữ gỗ cũng tháo hết này. Bây giờ sẽ lật lên để bắt đầu tháo màn ra. Thì led 49 thì nó sẽ dài hơn, đây là thanh led nó làm đúng như này nhá, đây là led gọi là led viền, 49 nó sẽ dài hơn lên như này, còn đâu 43 thì nó thấp hơn, nó ngắn hơn nhá. Và khi nó chạy nó sẽ sinh nhiệt, do đó mà đây chính là miếng nhôm tản nhiệt cho led nhé. Và thường mình thay led ấy thì mình không phải là mình cứ thay xong mình thôi, mà mình sẽ can thiệp vào cuối đời và mình sẽ giảm dòng ăn cho led để tăng được cái độ bền. Bởi vì chúng ta sẽ hiểu led chúng ta mua trên thị trường nó không thể nào được xịn zin bản ngon lành như led của hãng, kể cả chúng ta mua được thay led zin của hãng ấy, thì nó cũng sẽ nhanh chết nếu mà khách cứ để mức sáng đèn lên mức cao nhất mọi người nhé. Nên chúng ta sẽ can thiệp thì khách chấp khách để mức đèn đèn lên mức cao nhất mọi người ạ, đấy là tăng được cái độ bền đó. Bây giờ này thầy phải dừng, tạm dừng máy ảnh máy quay để bắt đầu dùng hai tay để lật. Hiện tại bây giờ nó đang buổi trưa 13 giờ kìa, đó mình hay ngồi mình làm trưa nhiều, có mỗi một mình thôi. Rất nhiều lẫy xung quanh. À, mình đã cày được cái lẹp xung quanh ra nhé. Bây giờ cái công đoạn cẩn thận nhất đó, chúng ta sẽ nhấc cái palen này ra, và công đoạn tiếp theo cũng là đặt cái palen lại khi đã thay led xong ấy. Thì mình đã cho những cái thanh gỗ nó đã rơi tự do hết rồi nhá, thoát khỏi những cái thanh cài giữ nhá. Bây giờ thì chỉ có dùng hai tay để lưng thay lại, để nhấc nó lên, nhấc nó ra, và đã chuẩn bị vị trí, đã chuẩn bị vị trí để đặt nó các bạn ạ. Nó lâu năm mà khách này, sau đó nó bẩn nó rơi bụi đây này, nếu mà ẩm thấp là bắt đầu bụi này nó đưa vào xuống là hay bị chập lắm, hay chập mà hỏng màn lắm, nên khi mình tháo ra mình thấy nó bẩn đấy mình cũng hay lau cho khách luôn để được cái đã tăng được cái đêm độ bền cho màn hình, được thời gian nào thêm được tí nào thì được các bạn ạ. Và tivi do những cái màn hình nó tính theo cái tuổi thọ dạy tiểu thọ dùng, cái này theo thời tiết, nếu mà thời tiết khô ráo ấy, thì có thể nó sẽ bền, còn thời tiết mà nó ẩm thấp nhiều ấy, là nó cũng hay chết lắm. Tivi bây giờ cứ hết thời bảo hành thời gian là chết các bạn ạ. Nhưng cái dòng này thì nó chạy quay đèn này cũng khá là bền nhá. Cái đèn hình của AOGU này mình thấy nó bền. Chúng ta nhìn nhá, led nó cháy này, nó cháy này. Nó cháy thì ok đấy, nhưng mà nó sẽ cháy làm cho cháy cả cái tấm phản quang này này. Chúng ta sẽ nhìn nhé, tấm phản quang này đang bị mờ góc này này. Thì cái giải pháp bây giờ chúng ta cũng lật, chả lật ngược đâu. Lật ngược phải độ cái nút định vị này này. Nên cũng không lật ngược được, mà bây giờ những cái chỗ này ấy, thì mình sẽ dùng dao rạch giấy mình cạo cho nó trắng ra nhá, để cho nó phát xạ vào bên trong tốt hơn. Thì làm cho ảnh nó trở lại trạng thái gần như cũ. Mình đính chính là gần như cũ chứ không thể nào được zin bản được như nó nữa nhé. Đây là hiện tượng là led cháy, led cháy và nó đã ăn cả vào tấm mica đấy các bạn ạ. May mắn lắm thì không ăn vào tấm mica, nhưng mà rất nhiều trường hợp như này luôn. Dẫn tới là khi sửa xong ấy là đôi khi là chỗ này cuồng sáng nhiều hơn. Tí nữa chúng ta sẽ lên ảnh lên chúng ta sẽ xem có đúng không nhé. Thì cái này mình phải nói với khách thôi, cũng chả làm gì được. Đây là cái ban bệnh mà chúng ta nhiều bạn thợ còn phải mua cả tấm mica để thay, khi nó cháy quá, nó cháy khét sâu vào trong thì không làm gì được. Cái tấm mica đây gọi là cái tấm mica nhá, để nó sẽ ánh sáng ở đây này, nó sẽ hắt một phát, nó hắt thẳng vào ấy, thì ở đây ở cả bên như này đều sáng như nhau mọi người nhá. Đó, led viền nó thiết kế như thế đấy các bạn nhá. Thôi tiếp tục để làm cho mọi người những cái lỗi hư hỏng trên cái con mình đang làm, có thể các bạn sẽ không gặp cháy như này,
và có thể các bạn gặp cháy nặng hơn nhá. Trông như thế thôi nhưng mà quá nhiều các bạn ạ. À. Một lốt ở đây nặng nhất, đây, quá nhiều luôn. Thì mình cạo coi như là chỉ được thế này thôi, bởi nó cắn chỗ này cắn sâu rồi, chấp nhận thôi, không làm gì được các bạn nhá. Nó sẽ ú sáng chỗ này một chút thôi, chấp nhận. Cạo đây cái mặt bẩn thế này. Công đoạn vệ sinh của nó, hết keo cũ của nó là rất là lâu luôn. Mình chỉ dùng xăng thôi, không mình dùng bàn chải và dùng dao rạch giấy mình cạo cho nó sạch cái đi. Để khi mình dán cái led mới nó vào thì nó sẽ áp sát vào cái này để nó tản nhiệt được, thì nó tăng được cái độ bền. Người nào lười mà không vệ sinh sạch ấy là nó bị kênh ấy, là nó tản nhiệt không tốt thì nó nhanh chết led lại nha. Nên đôi khi sửa chữa bền hay không còn do người thợ nhiều các bạn ạ. Dù chúng ta thay led xịn, led chính hãng nhưng mà làm ẩu, nó bị kênh, tản nhiệt không tốt thì nó vẫn cứ chết tốt các bạn ạ. Do nó là led cho đúng model nó thì cứ dán vào thôi. Mình bóc cái lớp này ra là nó có keo dính, nó dán không luôn được luôn nhá. Nó có những cái định vị này, trên dưới này. Mình lúc mình tháo cái con kia ra mình cũng phải dùng máy sấy tóc, mình sấy nóng lên đấy để cạy ra dễ. Và bây giờ chúng ta có thể test được led sáng hay không. Là mình đang rút cái cáp kết nối giữa bo nguồn lên bo A rồi, thì cắm cái thì nó sẽ sáng luôn led. Đó mọi người nhé, đã sáng nhá. Không phải giảm led nữa mà. Bây giờ đến cột công đoạn này, lắp lại màn, lắp tất cả mọi thứ lại. Công đoạn phát xem có lỗi hay không đây nha mọi người nhá. Đã lắp táp, đã lắp hết tất cả mọi thứ rồi, bây giờ sẽ ghim điện thôi. Nhá. Sau một hồi đấy. Sau đó là mình đi xử lý cái led cho nó bền, giảm dòng ăn đấy, mình đã ghim điện đấy. Đấy, đã lên ok. Rồi, led đã sáng, đây chúng ta sẽ nhìn một cái vết này này. Cái vết này lúc mình cạo mình trượt dao một phát tạo một vết xước trên tấm mica thì có vết luôn nhá. Chúng ta sẽ thấy khi mà nó có vết xước hằn phát ấy, là nó báo không tiện. Nó có vết xước hằn bên trong cái ấy, thì dẫn tới là nó sẽ lỗi cho chúng ta biết ngay. Đó, đã lên con này nhá. Và bây giờ tí nữa sẽ phải thử màn hình vào cho mọi người xem tất cả. Còn bây giờ thì lắp hoàn thiện và giảm dòng led nữa. Đó, phát sau một hồi thì cái khó, cái đơn giản chỉ là thay cái đanh này thôi, nhưng mà mình trừ chi phí đi mình cũng báo giá được tiền công của mình được vài trăm nghìn nhá. Mình đính chính cho mình vài trăm nghìn nhá, chứ không ít nhá. Nhưng mà chúng ta không cẩn thận chúng ta làm vỡ cái màn này của người ta ấy, thì đây cho mọi người xem giá màn nha. Đây là bật mí thôi nhá, mình thì mình không chuyên nhưng mà các bạn thợ của mình thì chuyên màn. Đây đây cho mọi người xem nhá. Bật mí cho mọi người nhá, mình cố gắng che những cái chỗ nhạy cảm đi nhá. Báo giá một cái bạn thợ của mình này trong nhóm nhà nổ này. Báo giá của ngày hôm qua nhé. Led 32 là cần này, led cần này và 43 nếu giả sử chúng ta bị lỗi mà bị vỡ màn ấy thì nó là chính là con led 43 là BOE này. Nhá. Đó, giá 1.700.000, bây giờ nó rất là rẻ nhưng mà các bạn ạ. Đấy, giả sử như mình làm vỡ, các bạn làm vỡ ấy, thì mình phải bỏ tiền ra mình mua cái này. Nhưng mình khẳng định là các bạn mua một tấm, không bao giờ các bạn mua được cái này nhá. Các bạn mua một tấm nó phải đội lên tiền triệu nữa cơ, tầm khoảng 500 đến hàng triệu nữa, chứ không bao giờ các bạn mua được này. Đây là cái giá mình không muốn công khai ở trong, tóm lại là cho các bạn biết được thôi về cái bên buôn bán kinh doanh về cái giá led palen này thôi. Nhưng thực tế là các bạn sẽ không bao giờ mua được như này, bởi vì nó sẽ qua rất nhiều đầu mối, mỗi đầu mối nó ăn vài trăm nghìn nhá mọi người nhá. Còn đâu mình thì mình quá biết về những cái giá cả đấy nhưng mình không chuyên về nó mọi người ạ. Cái giá của mới nhất của ngày hôm qua Phúc Tịnh báo giá mấy bạn thợ của mình đấy. Thì đây này, zin bản của nó là có điện trở là 0.1 ohm, mình đang thay bằng con 0.5 ohm, tăng lo lên như thế để giảm dòng ăn, để tăng được cái độ bền của led nhá mọi người nhá. Mình cắt con kia ra thì mình cũng không cần tháo cái bo này ra luôn. Mình cắt nó ra mình hàn con nào thôi, coi như thay thế từ 0.1 ohm bây giờ lên thành 0.51 ohm. Đây là những con điện trở mình mua để sửa sạc xe đạp điện đấy. Nó là 0.51 ohm bảo vệ quá dòng ở chân S của MOSFET. Các bạn nhé, MOSFET ở trong sạc xe đạp điện đấy. Thì mình tận dụng nó mình dùng luôn. Nếu mà các bạn tăng lên cao hơn thì có thể ăn dòng nhỏ hơn thì có thể test sẽ bền hơn. Các bạn lắp con có 0.33 thôi thì nó sẽ sáng hơn thì ăn dòng cao hơn các bạn nhé.
thì led nó sẽ nhanh hỏng hơn. Nhưng nếu mà zin bàn để một ôm này thì cũng được, nhưng mà ba bữa chắc vài tháng có khi là để mức đèn 20 là sẽ chết sớm mọi người nhé. Nên mình sửa led, thay led cho khách. Tại sao tivi mình thay led nó lại bền? Bởi vì mình hiểu được bản chất về thiết kế, về mạch điện, và mình can thiệp được vào như nào để tăng được cái độ bền cho khách. Nhiều trường hợp mình thay led cho đến lúc màn hình hỏng, led chưa hỏng lại mọi người ạ. Bởi vì chúng ta sẽ mình bản thất chất mình hiểu về cái mạch điện nó hoạt động ra sao và mình can thiệp vào như nào nhá. Rồi lắp hoàn thiện và cho mọi người xem hình ảnh. Đang cắm cả anten ở đây các bạn ạ. Đấy. Mình đang giảm âm lượng. Cái điều khiển này bấm khó quá. Đây, bây giờ xem người ta đang đặt cài đặt như nào nhá. Thật ra cũng đẹp đấy, chỉ có đúng cái vết này mình bị cạo phát xước thôi, không chả sao cả. Mình khẳng định là đang để mức nền cao nhất cho mà xem. Mức sáng này đấy. Chế độ chuẩn. Nhưng mà cài đặt chuyên môn này. Đấy, chúng ta thấy đèn nền kìa. Nên mình có các bạn xem kênh mà đang là chỉ là người dùng ấy, thì tốt nhất là các bạn cứ lên giảm nó xuống tầm 15 này là đẹp các bạn nhá. Nó sáng hơn nhưng mà nó sẽ cháy led như thế đấy. Đây là tối hơn này, đó. Tối này là không can thiệp vào phần cứng thì chúng ta can thiệp phần mềm cho nó giảm được. Hiện tại là chúng ta cứ hiểu ấy, mình đang tăng con điện trở là 0,51 ohm thay cho con 0,1 ấy, thì là cái độ sáng 20 này bây giờ nó chỉ đang chỉ tầm khoảng mức như mức 17 thôi. Chúng ta cứ hiểu lúc này như thế các bạn nhá. Đó là giảm hơn một chút nữa cho con bền cho người ta. Tắt này. Bật này. Ok. Như vậy là mình đã kiếm được vài trăm k nhá các bạn nhá. Và không xảy ra lỗi lầm gì. Nếu mà ôi giời, con này cả màn có ké ra đây này, chắc sắp hỏng rồi. Là nó có cái li này. Tất nhiên là sửa led, mình cũng nói luôn là hỏng led, thay led, cầm cái led này vác cho giả người ta với giá đã báo rồi. Về hỏng màn tính sau nhé mọi người. Đây là có vết vạch vạch này, vết chỉ này, nó sắp tòi màn đấy. Nó tóm là tivi nó không bền màn, nó bây giờ nhà sản xuất tính có tuổi thọ mà. Thôi video kết thúc nhá, nói là video quay vắn tắt thôi, cuối cùng lại thành dài quá các bạn ạ. Chào tất cả các bạn nhé.